mẫu là thuê thời nay sớm sớm tí là cái thời đấy còn mỹ tâm mới đưa thuê đó. Rừng nó còn đốt mấy khúc chi nhà mày đúng rồi. Mà cái bản án mà nó đưa cho mình là mình photo công chứng ra khoảng 100 bản, thấy không? Điện mẹ đi đâu là cũng giới thiệu luôn đấy. Năng lực như thế, điện mẹ đừng anh còn đốt đi nhà mày là cái gì? Đích dày, đích dày, mà đích dày. Chồng ít mua, bắt một con đích dày. Năm giờ hai sáu là bắt đầu tắt máy mẹ. chờ xí xuống thầm lối xe là vừa. Về nộp luôn cả cái hành trình này. camera hành trình có phải kẹp cái nói thế để em mà lại coi ngon này, em đi chẳng có cái hành trình gì. Tao cóp cho mày một sai kéo này. Rồi cái cậu quay hết cái này. Mày không biết đi đâu rồi quay cái thế này. Coi đấy, đi đâu rồi tao. Chiếc xuất camera mà. Bà, nói thật thì đeo mẹ vì nhiệm vụ tao phải đi, tao có máu gì cái này đâu đi mà. Còn tao thích đi thì đeo mẹ tao lấy xe nhà tao đi làm phịch thủ xuất sơn đi. Dạ, mày à. Được, ngon đấy nhỉ. Dùng. Thôi vì công việc. Đây vì công việc là mình phải cực chẳng đã gì. Đi Cao Bằng mới đã ăn Tây Bắc. Nên đấy là thắng cố thắng kiếp được ngựa. Ngôi sự thắng cố ăn bẩn bó mày. Gái Tây Bắc này nhất không đâu bằng chẳng mấy. Chà thái gái tuyên hả? Ra như trứng gà bóc. Ừ. Cũng nói uống rượu được. Tây Bắc. Mày dưới kìa, đi đây mày. Thái gái tuyên. Anh bảo đi Lào này em sợ nhưng đi Tây Bắc này em thích. Tuyên quan Tây Bắc thì đi Lào sợ.